Chào mọi người. Clip này mình sẽ tổng hợp lại nhanh cho các bạn à, những cái cặp tự động từ và thẳng từ rất là căn bản mà chúng ta cần phải biết khi mà học đến, đến N3 nhé. Về mặt hình thức thì để phân biệt một cách cơ bản nhất giữa tự động từ và thạng từ trong câu thì nó sẽ có cái kiểu cách kết hợp đó là danh từ với gạ thì đi với tự động từ, còn danh từ đi với ô thì đi với tha động từ, ngoại trừ những cái trường hợp với các động từ mà nó thể hiện sự chuyển động ở một địa điểm nào đó, ví dụ như là bay, thô bự, e, eh, chạy này, hay là aruku vân vân, hay là wataru thì nó sẽ đi với ô thì trong trường hợp này những cái động từ này là những cái động từ tự động từ mọi người nhá. Tiếp theo trên màn hình mình sẽ sắp xếp luôn cho các bạn khoảng hơn 30 cái cặp từ tự động từ và tha động từ. Các bạn có thể ghi chép nó lại. Đây đều là những cái từ vựng cực kỳ quen thuộc và quan trọng trong phần N3 và N2 mọi người ạ. Tiếp theo sẽ là những cái động từ mà nó sẽ chỉ có ở dạng là tha động từ thôi, không có cái dạng là tự động từ của nó nhá. Còn đây thì sẽ là những cái động từ mà nó sẽ chỉ có ở dạng tự động từ chứ nó sẽ không có cái dạng ngược lại là tha động từ, được chưa nào? và cuối cùng hơi đặc biệt một chút thì đây sẽ là những cái động từ mà mình có thể hiểu nó vừa ở dạng tự động từ hoặc là thạo từ, cái nào cũng được. Về tóm lại, đây là một cái clip mà giúp các bạn có thể list lại nhanh chóng được các từ vựng liên quan đến tự động từ và thạo từ lên đến tầm N3 và N2. Mọi người hãy memo lại nhanh nhé.